Chuyện gì sẽ xảy ra khi ăn quá nhiều mì tôm? Vâng, hiện nay trong cuộc sống mì tôm không thể thiếu đối với các gia đình, với các bạn trẻ và các bạn nhỏ. Thậm chí là có lúc mì tôm đóng thế cho ngay cả bữa chính của nhiều gia đình, và đặc biệt nhất là các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên thì thường khi mà ở trọ thì rất hay là lười. Mình nói đây là lười, là lười nấu ăn nhé. Và chính mình cũng vậy thôi. Có nhiều lúc là tiện tay ăn mì tôm cho nhanh. Vì vậy các bạn không nên nhé, không nên dùng mì tôm thay cho bữa chính của mình đâu. Việc ăn mì nhiều thường xuyên thì sẽ khiến cho cơ thể không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Ngay cả là với những gói mì tôm cao cấp các bạn nhé. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi các bạn ăn quá nhiều mì tôm? Tôi sẽ nêu ra các tác hại khôn lường như sau. Gây béo phì ở đây là cái gì? Với nhiều người thì họ thường rất là thích ăn mì tôm vào sáng sớm hoặc là những lúc lót dạ. Thế nhưng bạn không nên ăn quá nhiều mì tôm vì khiến cho cơ thể nạp thêm quá nhiều carbon hydrate và chất béo. Điều này làm cho hàm lượng chất béo calo tăng cao. Chúng dễ dàng khiến cho bạn phải đối mặt với những là nguy cơ béo phì và gia tăng nguy cơ mắc bệnh, các bệnh liên quan tới như là tim mạch, tiểu đường, cholesterol cao, với các biểu hiện ban đầu rõ rệt như là chóng mặt, mệt mỏi và tim đập nhanh. Thứ hai là đẩy nhanh quá trình lão hóa. Chất mỡ ở trong mì tôm thông thường đều là chất chống oxy hóa, nhưng nó chỉ làm chậm tốc độ oxy hóa mà thôi, kéo dài thời gian biến mùi của mì tôm. Thời gian dài dung nạp quá nhiều chất chống oxy hóa sẽ ảnh hưởng xấu tới hệ nội tiết và thúc đẩy lão hóa nhanh. Ba là bệnh tiểu đường, tim mạch. Nếu như bạn không muốn phải đối mặt với các bệnh về tim mạch như là cao huyết, xơ vữa động mạch, đột quỵ, bạn không nên ăn mì thường xuyên. Lý do là bởi vì mì tôm có chứa chất béo nhiều, chưa kể là chất béo này là trans fat và chất béo bão hòa. Chúng vô cùng có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người cao tuổi hay là những người có tiền sử bị bệnh tim mạch các bạn nhé. 4 là hại thận, gây sỏi thận. Một thành phần có mặt trong mỗi gói mì ăn liền mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra, đó chính là muối. Mì ăn liền thường được ướp rất nhiều là muối. Với lượng muối cao như vậy, khi ăn bạn đã vô tình làm hại thận của mình rồi đấy. Thậm chí dùng nhiều có thể gây ra là sỏi thận. Ngoài ra, mì ăn liền cũng chứa đầy phosphate, một chất giúp cho cải thiện mùi vị thức ăn. Tuy nhiên, để giúp bạn ngon miệng, nhưng chất này lại khiến chúng ta dễ bị loãng xương, mất xương, răng cũng yếu dần đi nếu như là dùng nhiều. 5 là gây ung thư. Đã có quá nhiều nghiên cứu đánh giá sự độc hại của mì ăn liền với các thành phần phụ gia, màu, thực phẩm, muối, chất béo, bão hòa vân vân. Ăn mì tôm trong thời gian dài sẽ gây ra táo bón này, phân lưu lại thời gian dài trong đại tràng, cũng là một yếu tố dẫn đến ra là ung thư, nguy cơ nhất là ung thư trực tràng. Thường xuyên dùng mì ăn liền, bạn có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như là cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ cao hơn bình thường. Nguyên nhân nằm ở các thành phần chất béo có trong hầu hết các loại mì ăn liền. Loại chất béo này, trans fat và chất béo bão hòa, chúng vô cùng có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người cao tuổi hay là những người có tiền sử bệnh tim mạch. Vâng, 6 đó là gánh nặng cho dạ dày, tiêu hóa. Mì ăn liền là một trong những món ăn được sấy khô sau khi chiên qua dầu. Trong mì chứa khá nhiều hương liệu và chất phụ gia. Ăn thường xuyên sẽ không những khiến vị giác giảm sút mà còn có thể tạo ra áp lực cho dạ dày. Trong việc tiêu hóa chung, nếu như bạn ăn mì ăn liền thường xuyên có thể sẽ gây ra rối loạn chức năng dạ dày, làm xuất hiện các triệu chứng như là đầy hơi này, đau dạ dày này. Đặc biệt những đứa trẻ mà thích ăn mì tôm thì càng dễ mắc chứng bệnh là biếng ăn các bạn nhé.